mặt em thì bà ướt thế. Trời ơi. Cuộc đây. Đã có những lúc tôi quá mệt, không thể tiếp tục. Ý nghĩ dừng lại đã xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng tôi đã không lựa chọn bỏ cuộc. Tôi tiến về phía trước, bứt phá giới hạn của bản thân. Thực sự, tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc khi đã làm được điều mình chưa bao giờ làm. Khi nhìn lại hành trình này, lòng tôi tràn đầy cảm xúc. Qua từng chặng đường, tôi đã thấy mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn. Đây không chỉ là một cuộc phiêu lưu khám phá đầy thử thách, mà còn là một hành trình của tình bạn và sự đoàn kết. Những khó khăn và thử thách đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về bản thân và những người đồng hành. Mỗi ngày trôi qua là một thử thách mới, không chỉ về thể chất mà còn về trí óc, tinh thần. Mỗi người chúng tôi cùng nhau vượt qua các thử thách, cười cùng nhau, khóc cùng nhau, và quan trọng nhất là đã trở thành những người bạn thân thiết, gắn bó. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các thành viên trong ekip, từ anh đạo diễn, anh quay phim, các bạn biên tập và còn rất nhiều các anh chị ở bộ phận khác đã cống hiến hết mình không kể ngày đêm. Sự nỗ lực không ngừng của mọi người đã làm nên một chương trình tuyệt vời và đáng nhớ. Chính sự đoàn kết và nỗ lực của tất cả mọi người đã biến hành trình kỳ thú thành một ký ức đẹp và không thể nào quên trong lòng tôi. Tôi thực sự biết ơn và trân trọng những gì mọi người đã làm. Xin cảm ơn từ tận đáy lòng tôi.